Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi sẽ giới thiệu tới mọi người một con âm ly của hãng Fisher. Con âm ly này thì được thương hiệu của Mỹ, nhưng mà được sản xuất tại Made in Spain nha mọi người. Con âm ly mọi người đang nhìn thấy trước mặt là con âm ly có file mặt màu trắng, trên lưng màu đen. Và size của con âm ly này thì cũng giống như những con âm ly khác, nó có size là 43, size chuẩn. Và nó được chạy bằng hai con EC. Và rồi mọi người đang nhìn thấy cái mặt của nó như thế này đây. Bây giờ bây con này thì nó có radio nha mọi người, cả được bằng FM và AM. Tí nữa khi mở nhạc lên thì mình sẽ chỉnh cho mọi người nghe. Đây, các nấm của nó tắt nè, bật nó lên. Đây, nó có hai cái đèn. Khi hai cái đèn này nhạc mà hát thì nó nhấp nháy rất là đẹp. Nói chung nhìn khi đây cái chấm chấm trong đó là khi nó có nhạc thì nó sẽ hát và nó nhấp nháy màu đỏ. Bây giờ thì mình chưa mở nhạc nên mọi người không thấy cái đèn đó được. Còn đây là mình đang để ở, còn đây là radio. Bây giờ mình sẽ chỉnh radio cho mọi người nghe nè. Cái đây là cái chỉnh các tần số FM, AM. Thì mình chỉnh cho coi giờ có gì không. Giờ thì có đang có FM nha mọi người. Đây là volume. Mở là volume lớn mọi người nghe, nghe rất là rõ. Bây giờ mình dò tần số, có bắt được tần số nào không nha. Mình đang ở để ở chế độ auto để chuyển qua AM xem. Không biết giờ này thì chắc không bắt được AM rồi. Đây là cái cũng có mọi người ạ. Để bữa tao đi mọi người cùng nghe nha. 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân. Nghe rất là rõ đó nha mọi người. Nghe rất là rõ. 50 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Chấm. Chỉ bên trái là auto coi. Chị rút ra những kinh nghiệm có giá trị trong việc phát huy truyền thống yêu nước. Trong việc phát huy truyền thống yêu nước, phải ý chí giữ vững độc lập tự do của dân tộc. Giá của đó thì ý chí giữ vững độc lập tự do của dân tộc. Chấm phẩy. Truyền thống vẻ vang. Rồi bây giờ mọi người, cô mời mọi người cùng nghe nhạc với Bi nha. Rồi mọi người nhìn hai cái đèn hai bên. What she has always said, she won't stay for more than what she can repay. I can still hear her say that I'm not her intended play. The day she'll let me kiss her, display of love to those who she betrayed. How can I put someone to the test when I thought I got the best? Until the taste and bitterness, then I regret. But still I won't detest the love I can't forget, like someone who has left.
can I leave someone for the rest when I'm long facing the beast? Until the taste I'm trying to erase and not regret, but still I won't detest who I can never forget, like someone I once met. RS3050. Và dòng âm ly này là dòng xuất châu Âu. Nó dùng được cả hai dòng điện 110 và 220. Hiện tại thì Bi đang test với dòng điện 220. Và công suất của con âm ly này là với công suất 230W nha mọi người. Và mức giá Bi đang bán ra mức giá với 4 triệu đồng. Một mức giá cũng rất là ok. Mình thấy nó cũng không là quá mắc. Con âm ly này thì về ngoại hình thì tương đối, các nút, các nấm này thì còn nguyên hết, không có bị lô nút nào cả. Trên đây thì có một vài vết trầy xước nhỏ ở trên đây. Còn bề mặt lưng của nó thì còn sáng bóng, không móp méo gì cả. Và đặc biệt nó được dùng cả radio nữa. Và có hai cái đèn sáng rất là lung linh. Và mọi người nếu như yêu thích con âm ly này sẽ hãy liên hệ với Bi qua số điện thoại dưới góc màn hình. Và nhớ đăng ký cùng chia sẻ những video của Bi để Bi có thể có để tạo cho Bi nhiều động lực hơn, để mình có thể ra nhiều video cho mọi người cùng nghe, cùng chiêm ngưỡng những dòng loa, những dòng âm ly. Mình xin chào và hẹn gặp lại.